Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 7 tháng 6 năm 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay gồm có tin phân tích và bản tin y học. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Kính thưa quý vị, đến với bản tin nhận định và phân tích thời sự Việt Nam tối nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn Chiến tranh hủy diệt trong bài Từ xâm lược cao miên đến xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Đầu năm nay 2019, Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia đến chiến thắng chế độ diệt chủng ngày 7 tháng 1 năm 1979, 7 tháng 1 năm 2019. Dấu mốc lịch sử 40 năm cuộc chiến cao miên bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 năm 1978, khi khoảng 200.000 quân Việt Nam vượt biên giới để tấn công mở đường và yểm trợ lực lượng. 20.000 lính của mặt trận đoàn kết dân tộc của nước Campuchia do Han Samrin lãnh đạo và được Việt Nam yểm trợ, chiếm thủ đô Nam Vang ngày 7 tháng Giêng năm 1979. 10 ngày sau, 17 tháng Giêng năm 1979, quân Việt Nam là chính đã kiểm soát gần hết lãnh thổ xứ Chùa Tháp. Pol Pot và Khmer Đỏ, dù có Trung Cộng đứng sau lưng, đã phải rút quân về cố thủ dọc biên giới Thái Lan. Để trả đũa thay cho Pol Pot, ngày 17 tháng 2 năm 1979, lãnh tụ Trung Cộng Đặng Tiểu Bình đã tung 600.000 quân vượt biên giới đánh vào 6 tỉnh của Việt Nam gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Hoàng Liên Sơn, Lào Cai và Yên Bái và Lai Châu. Họ đặng gọi cuộc hành quân là dạy cho Việt Nam một bài học. Ngày 14 tháng 3 năm 1979, Trung Cộng rút hết quân về nước, nhưng sau đó lại mở mặt trận đẫm máu thứ hai ở vùng biên giới, đặt trọng tâm vào Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên. Từ năm 1984 đến năm 1990, để chiếm hai vị trí chiến lược, núi Lão Sơn, Lao Xanh, điểm cao 1059, Việt Nam gọi là núi đất, và Giả Âm Sơn, điểm cao 1250, Việt Nam gọi là đồi 722 và các điểm cao chiến lược khác dọc biên giới hai nước. Việt Nam đã mất vĩnh viễn phần lãnh thổ quan trọng này kể từ ngày 14 tháng 7 năm 1984. Không có số lính và thường dân Việt Nam bị tử thương hay mất tích trong cuộc chiến biên giới Việt Trung được Việt Nam công bố. Nhưng từ lâu, nhiều nguồn tin phỏng định từ 28.000 đến 45.000 quân và dân đã thiệt mạng và mất tích. Riêng tại mặt trận Vị xuyên Hà Tuyên, con số binh sĩ tử vong đã ở lại vĩnh viễn nơi chiến trường khoảng từ 3.000 đến 5.000 người. Nghĩa vụ cho ai? Vì ai? Trong khi đó, tại chiến trường Cao Miên, ngược với trong đợi của Việt Nam sẽ rút quân sau khi đánh bật Pol Pot ra khỏi Nam Vàng, quân Việt Nam đã xa lầy ở đó đến 10 năm, cho đến khi sức cùng lực kiệt Việt Nam đã buộc phải rút quân từ tháng 6 năm 1989 trước áp lực cấm vận của quốc tế và là điều kiện bắt buộc của Bắc Kinh nếu Hà Nội muốn nối lại bàn giao. Vậy Việt Nam đã được gì sau cuộc chiến gọi là nghĩa vụ quốc tế của lực lượng tình nguyện ở Cao Miên? Hà Nội chẳng được gì dù đã tổn thất khoảng 100.000 mạng sống gồm chết, bị thương và mất tích. Đất nước Cao Miên ngày nay Tuy quyền hành nằm trong tay cụ, Trung đoàn trưởng Hun Sen, người được quân Việt Nam cứu và đưa trở lại Nam Vang nắm quyền sau Hamsarim, đã nằm gọn trong tay Trung Cộng. Tổng bí thư, Chủ tịch Nhà nước Trung Hoa Tập Cận Bình đã có ảnh hưởng chính trị tuyệt đối với cao nguyên hơn cả Hoa Kỳ. Ông Hun Sen đã nắm quyền lãnh đạo Campuchia 33 năm, sẽ tiếp tục được Bắc Kinh ủng hộ để thực hiện kế hoạch bành trướng một vành đai, một con đường của ông Tập Cẩn Bình, nhưng đồng thời cũng bao vây Việt Nam ở phía Tây. Một bài viết phổ biến trên Internet cho biết là quốc gia viện trợ lớn nhất cho Campuchia, Trung Quốc đã hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này 11 triệu Mỹ Kim để tổ chức các cuộc bầu cử địa phương trong năm nay. Ở chiều ngược lại, chính phủ Campuchia mở cửa cho làn sóng đầu tư chưa từng có của các doanh nghiệp Trung Quốc. Hiện đã có 30 sòng bạc của doanh nghiệp Trung Quốc đi vào hoạt động ở Campuchia và 70 sòng bạc khác đang trong quá trình xây dựng. Số lượng khách du lịch Trung Quốc đổ tới View thành phố vốn chỉ có 90.000 dân tăng gấp đôi trong vòng 2 năm. 2016, 2017. Mọi nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, cửa hàng mua sắm miễn thuế siêu thị và ngân hàng ở View đều trưng biển hiệu viết bằng tiếng Trung Quốc. Ngoài mất ảnh hưởng chính trị vì không có khả năng kinh tế và tài chính bao bọc cho Hun Sen bằng Trung Cộng, đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam còn phải đối phó với mối hiềm khích lịch sử dai dẳng với cao miên về tranh chấp lãnh thổ và chủng tộc. Dù ngoài mặt thân thiện, nhưng trong thâm tâm, người miên vẫn lạnh nhạt với người Việt Nam. Nó giống hệt như mối thù tiềm ẩn, không bao giờ ra khỏi máu người Việt. Đối với Trung Quốc, mỗi khi người Việt nhớ đến cuộc tấn công vào 6 tỉnh biên giới của Đặng Tiểu Bình năm 1979, để không quên rằng Việt Nam đã từng bị người Tàu đô hộ 1.000 năm trong nhiều thế kỷ trước. Do đó, khi tổ chức kỷ niệm chiến thắng Pol Pot Khmer Đỏ tại Hà Nội ngày 5 tháng Giêng 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam đã ngụ ý kỷ niệm chiến thắng quân Khmer Đỏ ở mặt trận biên giới Tây Nam là chính. Sau đó mới đến chuyện đánh bật Pol Pot và Khmer Đỏ khỏi thủ đô Nam Vang ngày 7 tháng Giêng năm 1979. Ông Phúc muốn lòng hai hành động vào một khung là muốn tránh mở lại vết thương xung đột với Trung Cộng vì Bắc Kinh đã để mất quân bài Pol Pot trước cuộc tấn công của quân Việt Nam. Hơn nữa, khi Thủ tướng Việt Nam quả lễ kỷ niệm là ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng dân quân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng ngày 7 tháng Giêng 1979, ngày 7 tháng Giêng 2019. Còn Ngu ý muốn thanh minh quân Việt Nam vượt biên vào Cao Miên 40 năm trước không phải là hành động xâm lược chiếm đóng như đã có lần bị chính nhà vua Norodom Sihanouk tố cáo tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Ông Phúc muốn mọi người hiểu rằng Việt Nam chỉ phản công hành động đánh phá của Pol Pot Khmer Đỏ và tình nguyện giúp người miên thoát khỏi chế độ diệt chủng. Ông Phúc nói, sau khi đập tan chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam, Việt Nam của tập đoàn phản động Pol Pot theo yêu cầu của cách mạng Campuchia. Việt Nam đã đưa quân tình nguyện sang giúp lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia giải phóng dân tộc, khỏi nạn diệt chủng, khôi phục, xây dựng đất nước. Đến ngày 7 tháng Giêng năm 1979, thủ đô Phnom Penh đã được giải phóng. Đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại. Từ đó nhân dân Campuchia hoàn toàn thoát khỏi chế độ diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập tự do xây dựng đất nước. Nhưng trong khi kỷ niệm 40 năm chiến thắng mặt trận biên giới Tây Nam và giải phóng cao miên khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot được tổ chức cấp nhà nước, thì trong 39 năm qua, những hy sinh cao cả và đẫm máu của quân dân 6 tỉnh biên giới trong cuộc chiến chống quân tạo xâm lược năm 1979 năm 1990 đã bị đảng cầm quyền Việt Nam cố tình làm ngơ. Chính phủ Việt Nam còn ra lệnh chống phá, ngăn cấm mọi cố gắng tự phát của cựu chiến binh và người dân muốn tổ chức truy điệu và dân hương ghi ơn quân dân đã nằm xuống trong cuộc chiến hào hùng này. Đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam còn kỳ thị và cấm tổ chức ghi công và truy điệu 74 chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã bỏ mình trong cuộc chiến chống quân tàu xâm chiếm Hoàng Sa vào tháng Giêng năm 1974 như vậy. Với biến cố, Thủ tướng Lý Hiển Long của Tân Gia Ba nói về xâm lược và chiếm đóng cao miên của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chẳng ngạc nhiên nếu có cái ngày cái gọi là giải phóng miền Nam hay chống Mỹ cứu nước bị rơi mặt nạ trước lịch sử xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, vừa rồi là trích đoạn Chiến tranh hủy diệt, bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.